Ngày 21 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận đơn đề nghị và đơn xin cứu xét của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng. Theo đó, ông Tuấn cho biết kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng và luật sư Danh Tín nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ ông, với lý do đây là tình tiết để bảo lãnh và giảm nhẹ cho bà Phương Hằng. Ông Tuấn khẳng định: "Tôi không đồng ý với yêu cầu của ông Huỳnh Uy Dũng hay của luật sư Danh Tín về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi. Lý do ông Tuấn đưa ra là vì ông biết rõ sức khỏe tinh thần của bà Hằng hoàn toàn bình thường. Mặc dù trước khi bị bắt, bà Hằng có uống thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn lipid, u xơ tử cung, rối loạn lo âu, trong đó bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh nhưng không phải là loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, làm ảnh hưởng đến năng lực chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi livestream của bà. Việc uống thuốc điều trị rối loạn lo âu theo toa của bác sĩ không phải căn cứ để giám định tình trạng tâm thần đối với bà Hằng, mà cần phải đánh giá qua quá trình bà Hằng làm việc với cơ quan điều tra qua các buổi hỏi cung, làm việc có được tỉnh táo, bình thường hay không. Hơn nữa, theo ông Tuấn, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác về quan hệ pháp luật về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp quy định trong pháp luật về kinh doanh." Ông Tuấn viết trong đơn: "Vì vậy, tôi nghi ngờ việc yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi có lẽ không phải nhằm bảo lãnh và thu thập tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ, mà có thể nhằm thực hiện âm mưu muốn kiểm soát, định đoạt toàn bộ đối với quyền tài sản, quyền quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp của mẹ tôi. Việc này nếu diễn ra sẽ rất bất lợi cho mẹ tôi vì hiện tại mẹ tôi đang bị tạm giam, bị cách ly không được liên lạc với người thân, không được quyền kiểm soát đối với tài sản, vốn góp doanh nghiệp của mình." Ngoài ra, ông Tuấn nêu ra hàng loạt lý do khác cho rằng ông Dũng đang cố ý làm trái và chiếm giữ tài sản của bà Hằng. Ông Tuấn viết: "Hồ sơ khám chữa bệnh tâm thần rất có thể bị làm giả như trường hợp hồ sơ giả bị phát hiện tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương cách đây vài năm. Tôi được biết thông tin ông Huỳnh Uy Dũng lại lấy lý do để bảo lãnh và muốn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ tôi để tiếp tục yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi. Để không phát sinh những hậu quả phức tạp về vấn đề tài sản, quan hệ hôn nhân gia đình đối với mẹ tôi trình bày ý kiến đề nghị không chấp nhận bất cứ yêu cầu của ai về việc giám định tâm thần đối với mẹ tôi là bị can Nguyễn Phương Hằng.